Safer Choice là một chương trình tự nguyện được phát triển bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA. Ban đầu nó được biết đến với tên Thiết kế vì môi trường. Safer Choice được phát triển nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn những sản phẩm có thành phần nguyên liệu an toàn nhất. Các sản phẩm được chứng nhận Safer Choice là nỗ lực thực sự của tất cả chúng tôi. Các sản phẩm này đều qua quá trình đánh giá bởi các nhà khoa học của EPA và đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của cơ quan này. An toàn hơn cho bạn, cho gia đình bạn và cho trái đất này. Đó chính là giá trị của các sản phẩm được chứng nhận Safer Choice.